Ngay cả khi chưa đánh một trận nào ở bảng E, bóng chuyền Việt Nam đã chắc chắn vào bán kết vòng trong giải vô địch châu Á 2023. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc tiến vào vòng 8 đội giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 với thành tích bất bại. Vòng đấu này sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 tháng 9 và 4 tháng 9, 8 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu mới để tìm ra 4 đội vào bán kết. Theo đó, Việt Nam sẽ nằm ở bảng E cùng chủ nhà Thái Lan, Australia và Hàn Quốc. Bảng F sẽ gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Kazakhstan. Theo điều lệ được công bố, những đội cùng bảng trước đó ở vòng sơ loại sẽ không phải tái đấu mà sử dụng lại kết quả của trận đấu trước đó. Đơn cử như Việt Nam thắng Hàn Quốc với tỷ số 3-2 ở vòng bảng sẽ giữ nguyên kết quả này. Tương tự với các đội còn lại. Chính vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi có lần đầu góp mặt ở bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á tại mùa giải năm nay. Bởi chỉ cần một chiến thắng trước Australia, đội bóng vừa thất bại trước cả hai đội tuyển Việt Nam cách đây một tuần tại VTV Cup 2023. Cộng với trận thắng Hàn Quốc thì Việt Nam đã chắc chắn đứng nhì bảng E. Mặt khác, khả năng Hàn Quốc đánh bại đương kim Á quân Thái Lan là gần như không thể. Tính thêm trận thắng Australia trước đó, Thái Lan sẽ có cùng hai chiến thắng như Việt Nam. Nếu thi đấu đúng phong độ thì hai tấm vé vào bán kết của bảng E sẽ thuộc về Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời, hai đội sẽ đấu trận tranh ngôi nhất bảng, một lần nữa tái hiện lại trận chung kết SEA Games 32.